Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 2 tí tháng 4 là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ thì lúc mà các bạn xem cái video này các bạn đã là ngày thứ bảy ở Việt Nam rồi. Thì chúng ta thấy được là thị trường của Bitcoin đó, thì ngày hôm nay thì giá cũng tương tự như ngày hôm qua. Tối vòng chút các bạn thì được là giá ở mức là 59.454 nhưng mà chúng ta thấy được là có rất là nhiều những cái ocoi rất là xanh chúng ta thấy được là trên màn hình đây là cái thống kê tổng quát của thị trường thì ngày được hôm nay có rất nhiều những màu xanh nhưng mà khi mà chúng ta đổi qua chúng ta đang so sánh những đồng này với lại đồng đô la nhưng mà chúng ta đổi qua so sánh những đồng này với lại bitcoin thì các bạn sẽ thấy được là khi mà chúng ta so sánh với lại bitcoin đó thì có rất nhiều đồng màu xanh có nghĩa là chúng ta thấy được là những đồng như là ethereum À, ngay cả các bạn thấy được là Cardano, Polkadot, BNB đều tăng trưởng khi chúng ta so sánh với lại cái giá Satoshi của Bitcoin và các bạn thấy được là bây giờ đó thì chúng ta nhìn vào tình hình thì chúng ta thấy được là có rất nhiều những đồng lớn đã có sự tăng trưởng mạnh như là các bạn thấy được là Ethereum và Binance Coin đều tăng trưởng 6% trong thời gian 24 giờ qua các bạn thấy được là Ethereum bây giờ đã lại qua khỏi 2.000 đô mức là 2069 và khi mà chúng ta nhìn vào giá cả lịch sử của Ethereum các bạn thấy được là trong dòng lịch sử của Ethereum đó cái giá hiện bây giờ đã là cái giá cao nhất mọi thời đại rồi các bạn thấy được là giá Ethereum cao nhất là 2077 đó chính là cái giá hiện bây giờ và các bạn thấy được chúng ta nhìn vào Binance Coin đi thì BNB các bạn sẽ thấy được là BNB đó thì bây giờ ở cái mức là 348 đô tăng 6,6% trong vòng 24 giờ qua và cái giá cao nhất của đồng Binance Coin có nghĩa là cái giá 354 đô cho các bạn thấy được là cái giá của Ethereum và Binance Coin đều đang ở cái mức là coi như cao nhất rồi. Tính thì bây giờ thì rất là tốt các bạn thấy được chúng ta thấy là những cái altcoin khác như là các bạn thấy là Polkadot cũng tăng 5,2%, Cardano tăng 1,6%, XRP tăng 3,3%, Uniswap tăng 1,8% và Litecoin tăng 2,6%. Cuối cùng Chainlink đã trở lại trong cái vị trí là thứ 10 ở cái phần tăng trưởng là 1,7% Nhưng mà các bạn được chúng ta nhìn vào cái cột đã 7 ngày qua đi thì trong vòng 7 ngày qua rất nhiều đồng đã tăng trưởng mạnh ngay cả Bitcoin cũng tăng 15,6% trong vòng 7 ngày qua Ethereum tăng 30% trong vòng 7 ngày qua Binance Coin tăng 47% trong vòng 7 ngày qua Polkadot 33% trong vòng 7 ngày qua và các bạn hiểu được những cái đồng khác như là Litecoin cũng tăng 21% trong vòng 7 ngày qua và Chainlink thì tăng 22% trong vòng 7 ngày qua. Tuy là Bitcoin đi hàng ngang đó, đây cũng không hẳn là một cái điều xấu. Các bạn thấy được là Bitcoin đi hàng ngang tích lũy ở cái dùng mà cái dùng Bitcoin tích lũy bây giờ là 59.476 thì coi như tích lũy gần như là cái dùng cao nhất rồi. Các bạn thấy được là cao nhất mọi thời đại của Bitcoin là 61.700 đô. Thì các bạn thấy được cái dùng 59.400 Coi như là Bitcoin đang tích lũy ở cái dùng đỉnh của giá cả rồi Đây là một điều rất là tốt Các bạn thấy được là không có đi xuống Có nghĩa là người ta đang hỗ trợ cái mức giá này và Bitcoin hàng ngang thì đương nhiên là rất tốt cho giá cả của những cái altcoin cho nên nhiều người bây giờ lại kêu gọi là chúng ta có thể nhiều người trước đây đã cái tay không chừng là hai ba tuần thì nghĩ là chúng ta sắp sửa thấy cái sự bùng nổ của giá cả của bitcoin nhưng mà bây giờ tình hình thì nhiều người nói là có thể là bitcoin sẽ tích lũy thêm một thời gian nữa trong cái phạm vi này nhưng mà altcoin sẽ bùng nổ tại vì các bạn thấy được là cái à, phần trăm thị trường của Bitcoin nếu chúng ta zoom vào đi đây là trang web CoinMarketCap mà nhiều bạn quen thuộc thì các bạn được là Bitcoin đó từ cái ngày là ngày 3 tháng 1 thì lúc đó Bitcoin chiếm phần trăm là 69,71% của tất cả thị trường cho đến thời điểm bây giờ đã đi xuống liên tục trong vòng mấy tháng qua từ đầu năm tới bây giờ các bạn hiểu được là cái mức hiện bây giờ Bitcoin chỉ chiếm cái tỷ lệ là 59,42% của thị trường mà thôi có nghĩa là các bạn thấy được là Bitcoin cái phần trăm vốn thị trường từ từ đi xuống thì đương nhiên cái số tiền đó được đưa vào altcoin và đương nhiên bạn hiểu được là altcoin có những cái sự bùng nổ. Mỗi lần mà các bạn thấy cái đường màu vàng này đi xuống, có nghĩa là cái phần trăm Bitcoin đi xuống thì cái phần trăm của altcoin đi lên và cái đồng altcoin mà từ lịch sử của tiền số tới bây giờ đó mà gần nhất muốn chiếm cái vị trí thứ nhất của Bitcoin đó chính là đồng Ethereum và như bạn có nên nhớ đó chính là cái thời điểm hè của năm 2017 các bạn nhìn đi cái đường màu xanh dương bên dưới này đó chính là cái phần trăm vốn hóa của Ethereum thì vào cái thời điểm là hè của năm 2017 tháng 6 ngày 18 thì các bạn thấy được là cái phần trăm của Ethereum là 31,1% gần như là muốn ngang hàng với lại Bitcoin là 37,84% đây là cái lần đầu tiên mà một cái altcoin có thể đến gần để mà xoắn cái bịch như vậy nhưng mà sau đó các bạn cũng đã biết lịch sử cho thấy được là Ethereum đã từ từ đi trở xuống cái phần trăm vốn hóa và Bitcoin đã đi trở lên. Cho nên cho tới bây giờ từ khi mà có thị trường từ cực số cho tới ngày hôm nay 12 năm qua Bitcoin vẫn là đồng đứng đầu mà chưa ai xóa ngồi được. Bây giờ thì lại có nhiều người kêu gọi là Ethereum sẽ có cơ hội rất cao trong cái đợt tăng trưởng này có thể xóa ngồi Bitcoin để trở thành đồng đứng thứ nhất cho bạn nghĩ sao thì hãy comment ở bên dưới thì chúng ta thấy được là khi mà những ô tăng thì nhiều bạn rất là vui tại vì phần lớn mọi người bây giờ thường nghĩ là không có lưu trữ nhiều Bitcoin giống như là các bạn thấy là Thuần đã tham gia cũng đã từ lâu 4 năm qua thì nhiều bạn cũng tham gia cũng cái thời gian 4 năm qua thì những bạn đó cũng như là Thuần sẽ lưu trữ nhiều Bitcoin hơn tại vì các bạn thấy được giá Bitcoin thì rất là rẻ trước đây giống như bây giờ các bạn thấy được là cái giá Ethereum để cho các bạn liên tưởng là cái giá của Ethereum hiện bây giờ ở mức là 2.000 đô còn mắc hơn gấp đôi cái giá Bitcoin của đầu năm 2017 thì các bạn có thể thấy được là Bitcoin rẻ như thế nào đầu năm 2017 lúc mà đầu năm 2017 đó giá Bitcoin chỉ xoay quanh cái mức là dưới 1.000 đô mà thôi có nghĩa là khoảng chừng 7-800 đô và từ đó lên thẳng cho đến 20.000 đô thì nhiều người bây giờ cho là Ethereum các bạn thì được là mức 2.000 đô có nghĩa là xoay quanh trong thời điểm khoảng chừng là tháng 4 tháng 5 thì đương nhiên là mình không có cơ hội đi từ 2.000 lên tới 20.000 trong cái phạm vi là vài tháng thì tôi nhiều người bây giờ kêu gọi cũng có khả năng là đi từ 2.000 lên tới 20.000 Thực ra mà nói từ 2000 đến 20 000 thì tôi cảm thấy là cũng khá là cái sự tăng trưởng mà bất ngờ nhưng mà thị trường này thì đầy bất ngờ chúng ta không thể nào biết được tương lai nhưng mà tôi nghĩ là Ethereum thì đối với những sự chứng đoán thường chia sẻ với các bạn thì nếu như mà Ethereum lên tới 8.000 đô thì không có gì gọi là quá bất ngờ hết chúng ta hãy tiếp tục uh, chờ đợi tin tức liên quan tới Ethereum và bây giờ chúng ta có thêm nhiều thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới Ethereum tại vì một trong những cái lý do tôi nghĩ là Ethereum bây giờ được nhiều người nhắc tới hơn đó chính là cái ảnh hưởng gián tiếp của cái giá Bitcoin quá cao. Tại vì nhiều người bây giờ khi mà bắt đầu đầu tư đi các bạn nhìn vào cái giá Bitcoin là 59.000 đô thì nhiều bạn sẽ cảm thấy là cái giá này quá cao. Và tuy nhiên các bạn có thể mua bất cứ cái phần trăm nào của Bitcoin như là các bạn có thể mua 1.000 đô Bitcoin hay là 2.000 đô Bitcoin cũng được. Nhưng mà nhiều người thì cảm thấy là mua như vậy ta lại cảm thấy không được vui. Tại vì các bạn chỉ có thể mua được 0.00 mấy Bitcoin mà thôi Trong khi mà các bạn có thể là sử dụng số tiền đó Để mà mua nguyên cái đồng của Ethereum Cho nên Ethereum bây giờ các bạn thấy được là một trong những trọng điểm mà nhiều người nói tới Và liên quan tới Ethereum đó các bạn thấy được là có những cái thông tin Như là chúng ta nhìn vào một cái chia sẻ của Mark Cuban Thì trong một cuộc phỏng vấn đó Mark Cuban đã nói là Bitcoin là một giải pháp thay thế tốt hơn cho vàng Đó là lý do tại sao mà tôi sở hữu nó và không bao giờ bán nó 60% Bitcoin 30%, Ethereum và 10% phần còn lại là cái chương mục đầu tư của tỷ phú Mark Cuban. Thì dù muốn, dù không, dù thích hay là không thích các bạn thì được là nhiều người rất thích nghe các tỷ phú và Mark Cuban là một trong những tỷ phú rất được yêu thích hiện bây giờ. nào mà nào không rành thì có thể các bạn nhìn thấy hình của Mark Cuban các bạn sẽ biết người này là ai. Thì cho mình các bạn đây chính là Mark Cuban một trong những tỷ phú rất là nổi tiếng và là một trong những nhà đầu tư ở trong cái chương trình Shark Tank mà nhiều bạn biết đến thì Mark Cuban đã trong vòng mấy năm qua thì liên tục nói xấu về Bitcoin, nói xấu về chương tiền kỹ thuật số nhưng mà năm nay thì hoàn toàn thay đổi trong vòng mấy năm qua thì lại kêu gọi mọi người là đừng nên đầu tư quá nguy hiểm cho nên các bạn đừng đầu tư nhưng mà các bạn thấy được là Mark Cuban tuy nhiên là bây giờ đã chia sẻ là đã, đã tích lũy từ năm 2017 rồi cho nên khi mà các bạn nghe bất cứ một cái điều gì các bạn cũng cần phải suy nghĩ là người ta kêu các bạn không nên đầu tư vào một cái vật gì đó tại vì người ta thực sự là quan tâm đến các bạn hay là người ta chỉ muốn các bạn đừng đầu tư để người ta gom với cái giá rẻ hơn. Đây là cái tình hình các bạn thấy rất rõ ràng sau nhiều năm qua. Thì nhìn lại các bạn thấy được là rất nhiều những công ty lớn, những tỷ phú mà đã từng nói xấu về Bitcoin, nói xấu về crypto. Bây giờ là không những là không nói xấu nữa mà còn là hoàn toàn đứng sau lưng ủng hộ và bây giờ đi loan truyền thông tin liên quan đến thị trường crypto này là họ thích thị trường này như thế nào, thị trường này sẽ có tương lai ra sao. Đây là một những điều mà chúng ta đã nói tới rất nhiều trên channel này mà thường đã chia sẻ là chúng ta không nên nghe những gì người khác nói mà phải nhìn những gì người khác làm. Nãy giờ thường làm video nhưng mà thường quên dặn cái đèn lên cho nên thường mới dặn cái đèn cho các bạn thấy rõ hơn. Thì chúng ta nhìn một số những cái tài liệu on chain liên quan tới Bitcoin trước đi rồi chúng ta sẽ nói tới cái thông tin liên quan tới um, Ethereum và một số những thông tin nổi bật khác thì các bạn thấy được là liên quan tới bitcoin thì rất rõ ràng chúng ta nhìn vào cái biểu đồ mà nhiều bạn quen thuộc đây chính là chúng ta còn bao nhiêu bitcoin trên những cái sàn giao dịch thì cái đường màu đỏ này các bạn cũng đã biết đây chính là đại diện cho những cái số lượng bitcoin có sẵn trên những sàn thì đã rất rõ ràng là các bạn thấy được là từ thời điểm là tháng tư của năm ngoái cho đến bây giờ thì đi xuống liên tục và thậm chí gần đây chúng ta nhìn vào bên dưới này đi thậm chí gần đây cái tốc độ đi xuống còn nhanh hơn là trước đây nữa có nghĩa là rất nhiều rất nhiều như bịch khoi đang được thu mua và đem ra khỏi sàn và các bạn thấy được là cái sự tương quan giữa cái đường mà màu đen bên dưới là giá cả của Bitcoin thì đương nhiên cái đường màu đỏ đi xuống thì đường màu đen sẽ tăng trưởng. Hiện bây giờ có thể là vẫn nhiều người vẫn chưa có tính mộng là bây giờ trên thị trường thực sự là không còn nhiều Bitcoin nữa. Bitcoin đã mất đi và mất đi rất là nhiều trên thị trường cho đến thời điểm ngày 31 ngày hôm qua thì chỉ còn có 2,3 triệu Bitcoin trên tất cả những sàn giao dịch mà thôi có nghĩa là cái số lượng Bitcoin so với một năm trước đây đó các bạn hiểu được là chúng ta có tới 2,87 triệu Bitcoin lần bây giờ chỉ còn có 2,3 triệu bitcoin trên sàn mà thôi cái số lượng bitcoin được mất đi rất là nhiều nếu như mà chúng ta thấy cái nguồn cầu tăng lên đột ngột thì giá cả sẽ được đẩy rất là nhanh đây chính là những lý do tại sao mà nhiều người đưa ra những dự đoán là giá có thể đột phá lên tới 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn thì nhiều người nghĩ là cái vốn hóa bây giờ đã hơn 1 nghìn tỷ rồi nếu như muốn vốn hóa lên tới uh, 2 nghìn tỷ, 3 nghìn tỷ thì cần rất nhiều tiền nhưng mà trên căn bản các bạn thấy được là chúng ta nhìn vốn hóa chung hết nhưng mà trên căn bản vốn hóa là cái cách tính là những cái giao dịch cuối cùng mới nhất giá bao nhiêu nhưng cho bao nhiêu Bitcoin ở trong cái thị trường nhưng mà trên căn bản cái số lượng Bitcoin ở trên những sàn giao dịch thấp hơn là cái số lượng Bitcoin trên thị trường rất là nhiều cho nên chỉ cần chúng ta thấy cái nguồn cung tăng lên một phần thôi thì sẽ đẩy giá lên rất là cao thì hy vọng là các bạn hiểu cái cách tính này cho nên cái vấn đề liên quan đến là Bitcoin mất đi trên sàn là một điều rất là quan trọng mà chúng ta đã từng nói tới rất nhiều lần nhiều tháng qua thường lúc nào cũng muốn các bạn chú ý là Bitcoin có mất đi và cứ mất đi mất đi liên tục ở trên sàn và Ethereum thì cũng vậy chúng ta sẽ nói thêm về Ethereum một lát nữa